Nếu bạn lỡ mê phim tàu mà chê sự việc. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập, cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương. Bình Ngô Đại Cáo, Nguyễn Trãi. Nếu bạn xem phim Xuân Thu Chiến Quốc hoặc nghe về binh pháp Tôn Tử này kia, bạn cần biết giai đoạn đó diễn ra từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 2 trước Công Nguyên. Và giai đoạn này ở Việt Nam chính là thời văn lang của các vua hùng. 2. Nếu xem phim về Tần Thủy Hoàng, bạn cần biết giai đoạn đó trùng với Âu Lạc An Dương Vương năm 2006 trước Công Nguyên. Nhà Tần sụp đổ, thì trước đó 2 năm, năm 2008 trước Công Nguyên, Triệu Đà cũng vừa chiến thắng An Dương Vương ở câu chuyện Mỹ Châu Trọng Thủy. Ba, nếu bạn xem phim về Hán Sở tranh hùng, bạn cần biết giai đoạn ấy bắt đầu 1.000 năm Bắc thuộc của Việt Nam ta. Sau khi Lưu Bang chiến thắng, ông lập ra nhà Hán. Đến thời Hán Quang Vũ Đế, Hai Bà Trưng đứng lên khởi nghĩa. Vị tướng được điều đi dẹp khởi nghĩa là Mã Viện, một vị tướng cực giỏi. Bốn, nếu bạn xem phim về Tam Quốc Diễn Nghĩa, bạn cần biết bà Triệu khởi nghĩa chống giặc Ngô ở Thanh Hóa, thì giặc Ngô đó chính là Giang Đông Tôn Quyền. Vâng, là các anh Tôn Quyền Chu Du đó các bạn ạ. Ru con ngủ cho lành, để mẹ gánh nước rửa bành ông voi. Muốn coi lên núi mà coi, có bà Triệu tướng cưỡi voi đánh còng. Và đàn áp khởi nghĩa bà Triệu là Lục Dận, cháu của đại đô đốc Lục Tốn, người hỏa thiêu 70 vạn quân Lưu Bị ở Di Lăng. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa còn hai chi tiết thú vị nữa. Mã Siêu, ngũ hổ tướng Lưu Bị, chính là hậu duệ của Mã Viện tôi kể ở trên. Hồ Động Đình, điểm tập trận của Tào Tháo trước trận Xích Bích, được truyền thuyết kể lại là nơi khởi tích của các tộc người Việt, hình thành từ năm 2879 trước Công Nguyên. Năm, không chỉ có nước ta mới có Nam Triều Bắc Triều, mà bên Trung Quốc cũng vậy. Nam Triều Bắc Triều này được tạo nên từ một người tên là Trần Bá Tiên. Ông ta là người đàn áp hai cuộc khởi nghĩa của một là Lý Bí, Lý Nam Đế, nhà nước Vạn Xuân năm 544, và Triệu Quang Phục, Triệu Việt Vương năm 548. Khi ấy sử sách ta chép là chống giặc Lương. Và chính Trần Bá Tiên cũng là người lật đổ nhà Lương. 6. Nếu bạn xem phim về thời Đường, bạn nghe quen tai các bác như là Lý Thế Dân, hoặc mới đây có cô Phạm Băng Băng đóng Võ Tắc Thiên. Bạn cần nhớ ba sự kiện. Chúng ta có một cuộc khởi nghĩa của vua Đen họ Mai, tức Mai Hắc Đế, vào năm 722, vì Khuân Giác cống nạp khổ sở. Thêm một cuộc khởi nghĩa nữa là của Phùng Hưng vào năm 767, và điểm chung đều khởi nghĩa dưới thời của Đường Huyền Tông. Đồng chí này có cô vợ khá xinh tên là Dương Quý Phi.
Và cuối cùng, cuối thời Đường cũng là lúc chúng ta tự chủ được nhờ dòng họ Khúc với hai người Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo tạo điều kiện cho Ngô Quyền sau đó đánh bại Nam Hán trên sông Bạch Đằng, chấm dứt 1000 năm Bắc thuộc. 7. Nếu tuổi thơ của bạn là Bao Thanh Thiên, hãy nhớ Bao Công triển chiêu làm quan dưới thời nhà Tống. Vâng, giai đoạn này trùng với giai đoạn của vua Lý Thánh Tông và thái úy Lý Thường Kiệt của chúng ta. Sau khi ngài Bao Công tạ thế hơn chục năm thì quân Tống qua đánh nước ta và bị Lý Thường Kiệt giả cho méo mỏ trên sông Như Nguyệt. Giai đoạn nhà Lý cũng trùng với giai đoạn của Tiêu Phong, Đoàn Dự và Thiên Long Bát Bộ mà anh em hay xem phim Chưởng Tàu chắc biết. 8. Nếu bạn xem phim đọc truyện về thời Mông Cổ, về thành các Tư Hãn, không cần nói nữa, chắc chắn có mối liên quan đến chiến công kỳ vĩ nhất của dân tộc này, 3 lần chiến thắng quân Nguyên Mông thời nhà Trần với những cái tên vọng mãi ngàn thu như Trần Hưng Đạo, Trần Nhật Duật. Chính. Nếu bạn nghe tên mấy ông này quen quen, Ý Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung với Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn, hoặc xem phim về Chu Nguyên Chương hoặc Sư Tổ của Phong Thủy, Lưu Bá Ôn, bạn phải bóp chặt tay mà đau lòng, bởi đó là thời điểm nhà Minh được tạo nên, rồi sau đó đến giai đoạn nhà Minh thịnh trị là giai đoạn họ đã cướp được nước ta sau khi đánh bại cha con Hồ Quý Ly, gây nên một trường ly loạn. Rất may chúng ta có Lê Lợi và Nguyễn Trãi, Lam Sơn khởi nghĩa đã lấy lại tên cho dân tộc. Cảm ơn người. Cũng trong năm 1400, khi Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, cũng là lúc Quỳ Hoa Bảo Điển rơi vào tay Hồng Diệp Thiền Sư của Nam Thiếu Lâm để tạo nên một trường đấu đá trong Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung. 10. Đừng quên khi thấy trên phim có Tử Cấm Thành Bắc Kinh thì phải nhớ một phần công trình đó dưới thời Minh Thành Tổ do kiến trúc sư Nguyễn An, một người sinh ra tại Hà Đông, Hà Nội, một quạng quan và là một người Việt đã xây dựng nên. Và Trần Hữu Lượng, Tây Cái Bang trong Ý Thiên Đồ Long Ký tự nhận mình là cháu Trần Ích Tắc để mong nhờ quân Đại Việt trợ giúp. 11. Nếu xem mấy bộ phim xuyên không dạo gần đây chẳng hạn, bộ Bộ Kinh Tâm, hoặc các phim xa hơn một chút như Hoàng Châu Công Chúa hay là Khang Hy Di Hành, bạn cần biết đó là thời nhà Thanh, và bên nước ta có hàng tá sự kiện lớn đi cùng. Nào là Trịnh Nguyễn phân tranh, rồi thì Nam Triều Bắc Triều, rồi thì vua Lê Chúa Trịnh, rồi thì Tây Sơn khởi nghĩa. Cũng đừng quên Càn Long, cha của Tiểu Yến Tử, đã đem quân Thanh qua đánh nước ta và bị Nguyễn Huệ dập cho một trận thất điên bát đảo vào ngày mùng năm Tết. 12. Nếu bạn xem phim điện ảnh Trung Quốc mà thấy Trung Tử Đơn hay Lý Tư Long đang đánh nhau với mấy anh Nhật Bổn, chẳng hạn như Diệp Dấn hoặc Huyền Thoại Trần Chân, ok, bạn cần nhớ giai đoạn đó nước ta đang là thuộc địa của thực dân Pháp nha. Và những Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học đang cố gắng từng ngày để đưa nước ta đến với độc lập. Năm 1945, khi tuyên ngôn độc lập được đọc lên ở Ba Đình, xin đừng quên đó là năm chấm dứt Thế chiến thứ hai, khi Hitler tự sát vào ngày 30 tháng 4 năm 1945. Tôi đã tổng hợp sơ sơ được 12 điểm xuyên suốt chiều dài lịch sử nước ta từ cổ đại cho đến hiện đại. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn khá nhiều.
Tôi cũng mong rằng các bạn sẽ nhớ. Và nếu một ngày vô tình thấy người thân đang mở phim Trung Quốc lên, bạn có thể đường đường chính chính mà chém gió qua sự việc cùng. Tôi rất vui nếu đây là một sản phẩm tốt để dễ đến với mọi người hơn. Reddick, Dũng Phan, người đọc Đạt Phi.